Hà Nội thua trận thứ hai liên tiếp rồi. À, trận đầu tiên xuất quân thì họ đã thua Lâm Lừng Trắng Bụng 0-3 trước Nam Định tại sân Liên Trường. Trận đấu mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sau đó đã phát biểu rằng mặt sân quá xấu và quá tệ khiến cho đội bóng của ông không thể thi triển cái lối chơi sở trường của mình. Và mới nhất thì Hà Nội đã tiếp tục thua BKM Bình Dương với tỷ số 1-2 ngay tại sân vận động Hàng Đẫy trước đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Điều gì đã và đang xảy ra tại đội bóng đã có 5 chiếc vô địch trong 10 năm qua, câu lạc bộ Hà Nội? À, chúng ta sẽ đến với những phần tiếp theo với vlog CCKM cận cảnh bóng đá Việt và tôi là Trần Hải. Trong hai trận đấu đầu tiên của mùa giải năm 2021 thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn có được cái đội hình mạnh nhất. À, bên cạnh Duy Mạnh không thể ra sân thôi, còn trên thực tế thì họ vẫn có đầy đủ những tinh binh. Đình Chậm cũng đã trở lại, và với Hùng Dũng, với Văn Quyết, người mới được trao quả bóng vàng Việt Nam năm 2020, và thậm chí Quyết cũng đã vừa được giành được danh hiệu là vận động viên tiêu biểu của năm 2020. Tuy nhiên, họ vẫn không thể ghi được những cái bàn thắng quan trọng, và ngược lại thì ở hàng hậu vệ họ đã lọt lưới đến 5 bàn sau 2 trận. À, mùa giải năm nay thì câu lạc bộ Hà Nội đã sắm về hai tiền đạo có thể nói là cự phách nhất của V-League, đó là Vuno của Viettel, cầu thủ ngoại xuất sắc nhất mùa giải năm 2020, và cùng với đó là Giovane, một trong những tiền đạo cũng cực hay, với lối chơi mềm mại, di chuyển cùng bóng tốt và có khả năng làm bóng cũng rất là tốt. Giovane cũng đã có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình trong màu áo mới vào lưới với Bình Dương, và đó là bàn mở tỷ số ở phút thứ 56. Thì tại sao và như thế nào khi mà họ đã có thêm hai hỏa lực thì hàng công của câu lạc bộ Hà Nội vẫn không được chân chu cho lắm, khi vẫn còn đó Văn Quyết, Quang Hải? Tôi cho rằng là đã có một số những cái dẫm chân lên nhau giữa Bruno và Giovane, khác với lại Pedro Paulo của câu lạc bộ Sài Gòn, người đã cặp với Giovane ở mùa giải năm ngoái, trong đội hình của đội bóng đã đoạt huy chương đồng, thì Bruno có xu hướng di chuyển rộng hơn và cũng có xu hướng dạt biên, nó khá giống với lại cái cách di chuyển của Giovane, một cầu thủ có thiên hướng làm bóng nhiều hơn là tiếp cận cầu môn. Và rõ ràng là việc Giovane và Bruno có khi mà không án ngữ ở trong khu vực cấm địa một cách thường xuyên khiến cho những cái đường bóng của câu lạc bộ Hà Nội không tìm được cái điểm đến. Tức là khi mà câu lạc bộ Hà Nội tuy là có hai chân sút ngoại hạng giỏi nhưng lại không có một cái cầu thủ mục tiêu cụ thể cho cái vị trí, cái vai trò trong khu vực cấm địa, và đó là lý do mà cách tiếp cận cầu môn của câu lạc bộ Hà Nội đã bị chệch choạc trong hai trận đấu gần nhất. Tôi để ý rằng rất nhiều những đường bóng của Văn Quyết tạt vào rất tốt. Văn Quyết là cầu thủ có thể, như tôi nói, là một trong những tiền đạo tấn công đa năng nhất của bóng đá Việt Nam trong khoảng 10 năm qua. Thì anh có thể chơi lùi, chơi trung cung cắm, chơi giảm biên, và là một trong những cái cầu thủ có khả năng làm bóng, tức là một phát ăn ngay rất là hiệu quả trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên thì những cái đường bóng vừa rồi như trận đấu với BKM Bình Dương thì Văn Quyết đã đưa bóng vào khu vực cấm địa với cái tần suất rất là cao, cùng với đó là Quang Hải, tuy nhiên lại không có một cầu thủ nào tận dụng tốt. Ngoài cái trường hợp của Jone với pha bóng nhà người đó thì những cái pha bóng còn lại của Văn Quyết điểm hướng tới không có những cái cầu thủ mục tiêu, và đó là lý do mà Hà Nội đã ghi được một bàn thắng nhưng lại không thể bảo vệ được cái lợi dẫn đó, khiến cho họ thua ngược trước BKM Bình Dương với tỷ số 1-2. Nó tương tự với những gì đã diễn ra tại sân vận động Thiên Trường khi mà hàng loạt các cái cơ hội được tạo ra về phía cầu môn của đội Nam Định cũng không được tận dụng, và việc thua 0-3 nó là một cái điều rất là ê chề với lại đội bóng được cho là mạnh nhất Việt Nam trong khoảng 10 năm qua. Huấn luyện viên Chu Nghiêm đã và đang phải loay hoay với rất nhiều những phương án tác chiến trên hàng công, mà việc ông buộc phải tận dụng những cái cầu thủ tốt nhất của mình mua về ở mùa giải này khiến cho đôi khi cái cơ chế vận hành của đội bóng cũng có lúc chệch choạc, và rõ ràng là việc không ghi được bàn thắng thì bên dưới thủng lưới đó là đương nhiên mà thôi. Đó là chưa kể chúng ta vừa được chứng kiến một trận đấu rất là thú vị Hà Nội với Bình Dương, và huấn luyện viên Chu Nghiêm sau đó đã chia sẻ rằng là lối chơi của câu lạc bộ Hà Nội đã bị chính đối thủ bắt bài, và người bắt bài không ai khác đó là huấn luyện viên Phan Anh Hùng. Thực ra thì với một người huấn luyện, việc để cho đối thủ bắt bài đó là một chuyện rất là không mong đợi. Tuy nhiên chúng ta phải biết rằng ông Phan Thanh Hùng là ai.
ông Phan Huy Hùng là người đã tạo dựng lên một cái đế chế câu lạc bộ Hà Nội với một lối chơi có mảng miếng, một lối chơi có thể là Made in Việt Nam. Hà Nội là đội bóng có lối chơi thuần khiết Việt Nam bậc nhất trong kỷ nguyên V-League 20 năm qua. Bất kể là những vai trò của các cầu thủ ngoại vẫn rất quan trọng, tuy nhiên cái lối chơi kiểm soát, lối chơi ban bật với những cái đường bóng ngắn và trung bình, những cái miếng đánh trực diện vào nách của hậu vệ biên và trung vệ, đó là những cái đặc sản mà ông Phan Huy Hùng đã tạo ra từ câu lạc bộ Hà Nội cho đến Than Quảng Ninh và sau này là BKM Bình Dương. Một cái lối chơi có thể nói là đẹp mắt và hiệu quả như cái mong muốn của ông Phan Huy Hùng. Và vừa rồi thì việc quay lại khi mà gặp lại cái đội bóng cũ là câu lạc bộ Hà Nội thì ông Hùng cũng đã thi triển những cái ngón nghề rất là đặc biệt, rất là sở trường. Nhưng mà ông chúng ta để ý là đến phút cuối cùng rồi, mặc dù Hà Nội đang bị dẫn ngay tại hàng đẫy, tuy nhiên họ cũng đồng thời cũng bị quay, tức là các cầu thủ Bình Dương đã pressing tầm cao và họ quay không cho Hà Nội triển khai cái lối đá của mình, bất kể là lúc đó Bình Dương về lý mà nói có thể thu về sân nhà để bảo vệ cái chiến thắng, bảo vệ cái chiến thắng tách biệt tối thiểu đấy, tuy nhiên họ đã quyết định là phòng ngự từ xa, tức là khi mà chúng ta pressing gây áp lực từ xa thì cũng là một cái cách phòng ngự, và chúng ta kiểm soát bóng không cho đối thủ đoạt lại được bóng cũng là một cách phòng ngự. Thì trong rất nhiều những cái hệ thống chiến thuật khác nhau thì cái người huấn luyện viên người ta phải rất là tinh nhạy để người ta điều chỉnh theo những cái tình huống, theo những cái thời điểm của trận đấu. Thì tôi cho rằng là huấn luyện viên chuyên nghiệp đã có một chút hơi chậm để điều chỉnh cả về một chiến dịch chiến lược cho đội bóng lẫn trong từng đấu trận đấu cụ thể, và nhiều thời điểm thì cảm giác như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hơi dối. Khi ông Nghiêm thừa hưởng một cái hệ thống, một cái lối chơi và cả con người cũng như cơ chế tại câu lạc bộ Hà Nội dưới thời huấn luyện viên Anh Hùng để lại, thì phải nói thừa nhận thẳng thắn với nhau mà nói thì ông Nghiêm đã không có nhiều những cái phát kiến để tiếp tục phát triển cái lối chơi đấy lên một tầm cao mới dựa trên những cái con người rất là tốt. Ở Việt Nam thì trong nhiều năm nay con người của câu lạc bộ Hà Nội rõ ràng là trội hơn so với phần còn lại, và đáng ra họ đã phải phát triển cái năng lực chinh phục của mình lên một cái tầm cao hơn, một cái năng lực lớn hơn. Cách đây 2 năm thì câu lạc bộ Hà Nội cũng có đã vào đến các cái trận chung kết của liên khu vực tại AFC Cup, nhưng mà đó là một cái mùa giải mà chúng ta đã thấy được cái vai trò của đội trưởng Văn Quyết lớn đến đâu. Tức là Quyết và một số những ngoại binh đã dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội đi đến những trận đấu cuối cùng quan trọng và trận đấu trên châu lục. Tuy nhiên một cái hệ thống thi đấu nó hơi lằng nhằng thì rõ ràng là câu lạc bộ Hà Nội đã cuối cùng cũng có thể dừng bước, bởi vì chúng ta biết rằng AFC đã thay đổi cái thể thức thi đấu và nó không giống với cái lộ trình của BKM Bình Dương vào năm 2009. Năm 2009 thì BKM Bình Dương cũng đã đi đến trận bán kết và họ đã để thua Mascara thì phải ở cái trận đấu cuối cùng đấy, thì rõ ràng nhưng đấy vẫn là một cái cột mốc chói lọi của bóng đá Việt Nam và các câu lạc bộ khi mà bước ra sân chơi châu lục, thì Hà Nội cũng đã lặp lại điều đó. Cùng với đó là những cái chức vô địch V-League và cúp quốc gia, siêu cúp quốc gia, rất nhiều những cái thành tích quốc nội, thì người ta cho rằng là cái năng lực của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng không phải là tệ. Tôi cũng nói rằng là không tệ, tuy nhiên việc thừa hưởng một đội bóng nhiều ngôi sao, nhiều cầu thủ giỏi với một cái cơ chế tài chính rất là thoáng như Hà Nội mà không thể tiếp tục được nâng tầm được đội bóng thì đó cũng phải là lỗi ban đầu, phải là huấn luyện viên. Và rõ ràng là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lúc này cũng đang rất là khó khăn, không biết là ông có thể trụ được bao nhiêu nốt nhạc nữa. Các bạn có để ý hay không, nhưng mà tôi thấy rằng là trong khoảng 5 năm qua, ở cái thời buổi công nghệ và mạng xã hội, thì cảm giác như là cái tinh thần chiến đấu, cái lao tâm khổ tứ cho bóng đá của các cầu thủ nó cũng mai một đi rất là nhiều. Nhiều cầu thủ là sau một trận thua thì họ không thấy là buồn cho lắm, họ vẫn check in mạng xã hội, vẫn chơi bời, vẫn rất là vui vẻ cười nói, chứ không có một cái sự đau đáu nào cả. Tức là những cái quyết tâm cho một từng trận đấu một của các cầu thủ bây giờ có cảm giác như nó không được như trước nữa, nó không được trọn vẹn như trước đây. Là chúng ta thường thấy là sau một trận thua thì thường các cầu thủ phải buồn bã và huấn luyện viên cũng rất là buồn cho việc để họ tìm cái chìa khóa cho những trận đấu kế tiếp. Thì thời gian gần đây tôi có cảm giác như là nhiều cầu thủ ngôi sao Việt Nam họ hơi ảo ảnh,
hơi mộng tưởng về cái hình ảnh của mình quá và trau chuốt cái hình ảnh quá. Nên là đâm ra khi mà trên sân cỏ thì chúng ta không thấy được cái sự cống hiến, một cái sự mà quyết tâm thực sự, như kiểu đá như đây là trận chung kết và đây là trận đấu cuối cùng, và như kiểu như là chúng ta có thể hy sinh ngay trên sân được. Về điều này thì Văn Quyết đã hơn một lần chia sẻ với tôi ở trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội, thì các em ngôi sao, tức là nói theo cách của Văn Quyết thì các em ấy cũng trở thành ngôi sao và trở thành những cầu thủ đặc biệt. Tuy nhiên thì vẫn cần có những cái người thầy, những đàn anh để như làm hoa tiêu, như là dẫn lái để cho họ, giúp cho họ phát triển và họ cân bằng lại được cái cuộc sống trong và ngoài sân cỏ. Nói ra thì các cầu thủ có vẻ như là tự ái, nhưng mà vì thẳng thắn sòng phẳng với nhau thế này, công việc của các cầu thủ là đá bóng và đá bóng để tìm chiến thắng và tìm danh hiệu, từ đó qua đó thì nó giúp cho cái cuộc sống của các em nó tốt hơn, chứ còn không phải là như thế, không có nghĩa là một sự đòi hỏi thái quá. Tôi lấy ví dụ như là trong nhiều năm qua thì cổ động viên của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã từng rất nhiều lần thất vọng về đội bóng, và thậm chí là họ đã có ý định tẩy chay đội bóng khi mà ông chủ Đoàn Nguyên Đức nói rằng là đá bóng cho vui thôi chứ danh hiệu không cầu danh hiệu, tức là không thể đấu được với các đội bóng còn lại. Như thế có nghĩa rằng là chúng ta đã giảm đi cái rất nhiều cái sinh lực, cái khát vọng của cầu thủ, và chúng ta vô tình đã cho họ những cái đòi hỏi ngược lại. Thì cổ động viên họ họ rất là tổn thương, họ bỏ tiền ra mua vé, họ cất công cất sức theo đội và họ cổ vũ rất là nhiệt tình. Tuy nhiên họ lại không nhận được một cái thái độ thi đấu rất là đúng mực của các cầu thủ, và không thấy được cái khát khao của họ thì họ cũng buồn chứ. Bản thân họ là những người nuôi sống bóng đá chứ đâu châu hẳn là các ông bầu. Thì trở lại với câu lạc bộ Hà Nội thì Văn Quyết có nói rằng là không nhiều những các em khi mà đã lên đội tuyển quốc gia, đã đạt đến tầm ngôi sao và quay trở lại câu lạc bộ thì còn giữ nguyên được cái lửa như vậy. Và tôi thấy rõ ràng là những cái biểu hiện như vậy có thật ở trong lòng đội bóng thủ đô, và nếu như không thể khắc phục điều này trong tương lai gần thì có thể câu lạc bộ Hà Nội sẽ còn trượt rất là dài. Chúng ta đã có, với người Hà Nội đã có đầy đủ những cái bài học nhãn tiền rồi, sau rất nhiều những cái mùa giải mà vào phút cuối họ đã đánh mất chức vô địch vào tay của các cái đội bóng cạnh tranh, và mới nhất là câu lạc bộ Viettel mùa giải năm 2020, mùa giải mà câu lạc bộ Hà Nội đã thi đấu không tệ ở giai đoạn 2, tuy nhiên họ vẫn không phải là người cán đích đầu tiên. Thì đó phải là những nguyên nhân từ nội bộ của đội bóng và từ cái vạch xuất phát của câu lạc bộ Hà Nội không tốt. Ông bầu Đỗ Quang Hiển có nói một câu rất là nổi tiếng, đấy là yêu nhau không ai làm chứng. Tức là câu lạc bộ Hà Nội sinh ra để được yêu, và bằng với hơn 10 năm tuổi thì họ đã có công gầy dựng, chăm sóc và phát triển cái lực lượng cổ động viên rất là tốt ở trên khán đài. Từ chỗ việc phải đi thuê cổ động viên cho đến bây giờ câu lạc bộ Hà Nội là một trong những đội bóng có lực lượng cổ động viên trên sân nhà tốt nhất ở V-League. Thì đó là cả một quá trình gầy dựng, và rõ ràng là cái màu tím của câu lạc bộ Hà Nội đúng là màu thủy chung, màu để yêu nhau. Thì ông Hiển có nói câu đấy khi mà câu lạc bộ Hà Nội giành chức vô địch V-League cách đây mấy năm. Thì yêu nhau thì đến sân, vì yêu mà đến. Bản thân chủ tịch Nguyễn Quốc Hội, người làm những công việc thay cho bộ Hiển tại đội bóng thủ đô, cũng đã rất lao tâm khổ tứ, và ông cũng rất tự hào với những gì mình đã và đang làm được cho câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên nếu mà chúng ta để ý thì trong khoảng một đôi năm qua, có cảm giác như là một số người của Hà Nội đã hơi no sôi chán chè, tức là cái khát vọng của họ cũng không còn được nguyên vẹn nữa là một. Thứ hai, thậm chí là họ còn có những cái biểu hiện hơi kiêu, tức là nói thế nào nhỉ, Hà Nội và phần còn lại của V-League. Câu lạc bộ Hà Nội cũng là một đội bóng làm truyền thông tốt, với một cái lực lượng truyền thông xung quanh như một tấm khiên vậy, và họ được bao bọc, họ không có một cái tỉ vết họ trở nên đẹp đẽ quá, nên đôi khi nó cũng hơi mong manh, và bất cứ một cái tình huống nào xảy ra như các trường hợp liên quan đến chuyện cá nhân của Quang Hải hay các thứ thì đều phải có những cái bộ phận xử lý của ngoài truyền thông. Thì tôi nghĩ rằng đấy nó không còn là bóng đá nữa, nó không còn là thuần khiết từ bóng đá nữa, nó là một cái cuộc chơi nó khác ngoài bóng đá rồi. Thì rõ ràng là việc sau rất nhiều những cái các cái vấn đề xung quanh kèm theo như vậy khiến cho câu lạc bộ Hà Nội trở nên đỏng đảnh, mong manh và cũng hơi dễ vỡ.
so với cái năng lực của họ như thế thì hơi phí. Năm ngoái thì ở giai đoạn 2 tôi phải trở lại với chuyện tại sao cái giai đoạn xuất phát đó là quan trọng. Giai đoạn 2 thì câu lạc bộ Hà Nội đã tìm được 19 điểm, tức là không thua trận nào sau 6 trận thắng và một trận hòa, ngang với Viettel cũng có 19 điểm ở 7 trận đấu còn lại của giai đoạn 2 ở mùa giải năm 2020. Tuy nhiên Viettel đã vô địch bởi vì họ đã gác Hà Nội 2 điểm trước khi giai đoạn 1 khép lại. Tức là cái giai đoạn xuất phát, 13 lượt trận xuất phát của mùa giải rất là quan trọng. Và bây giờ thì cả Hà Nội đã đánh mất 6 điểm rồi, Viettel thì đánh mất 5 điểm và họ chỉ tìm được 1 điểm trong một trận đấu hòa không bàn thắng. Thế thì với nhà đương kim vô địch và đương kim mã quân như vậy là rất phí. Trong khi đó thì những đội bóng chúng ta sau lượt trận đầu tiên có một người đồng nghiệp của tôi là anh Quốc Khánh, thì anh ấy lật ngược lại cái bảng xếp hạng của V-League, thì anh bảo là tưởng đâu là bảng xếp hạng ngược, nhưng mà không phải. Nam Định lúc đấy dẫn đầu bảng và Hà Nội lại đứng cuối bảng, mình hiểu rất là trái chéo bảng ngỗng mà xưa nay chưa từng xảy ra. Thì rõ ràng là nếu như là kể cả Hà Nội và Viettel với lực lượng như vậy, với tài chính tiềm lực lớn như vậy mà họ không 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 thay đổi và họ chậm cái sự chuyển đổi của mình, thì có thể là đến khi giai đoạn 1 khép lại họ sẽ không có trong top 6 đội dẫn đầu đâu. Cái này là một cái nguy cơ có thể nhìn thấy bằng mắt thường được, tại vì là đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, xuất phát chậm thì rõ ràng là rất là bất lợi. Và năm ngoái thì câu lạc bộ Hà Nội đã phải trải qua cái cảm giác đấy rồi. Thì tôi cho rằng là như huấn luyện viên Phan Anh Hùng cũng đã ví von là những cái đội bóng với công suất lớn như Hà Nội, Viettel thì họ có thể là làm nóng chậm hơn, nhập cuộc chậm hơn, và nhưng mà họ lại chạy được dài tốt hơn. Chỉ có điều là thể thức thi đấu đã thay đổi rồi và không còn 26 lượt trận đi về để trên sân khách và sân nhà và sân đối phương nữa. Bây giờ là những cái thể thức thi đấu mới, và đội bóng nào bắt nhịp nhanh thì đội ấy sẽ tạo được lợi thế và có thể đó sẽ là nhà vô địch mới mà năm nay không phải là câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel nữa. Tottenham Bình Định của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đang chơi rất là vào form. Ngay sau hai lượt trận đầu tiên thì họ cũng có 4 điểm. Tốt hơn nữa là BKM Bình Dương với huấn luyện viên Phan Anh Hùng thì rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy cái tham vọng của đội bóng đất thủ rồi. Mặc dù ông Hùng là một người khiêm tốn và ông cho rằng là nếu mà trong tình huống mà ông không thể làm được đội giúp cho đội bóng thành công thì ông cũng nghỉ thôi. Đấy là một sự sòng phẳng về mặt công việc. Ngoài ra chúng ta phải để ý đến một cái tên khác, đó là SHB Đà Nẵng. SHB Đà Nẵng của huấn luyện viên Lê Đức năm nay trở thành một đội bóng rất là tham vọng, và rõ ràng là một lối chơi của SHB Đà Nẵng như những trận đấu vừa rồi tôi cho rằng là nó tính sát thương rất là cao, với Rafael Sun trên hàng công, với Hải Đức Trinh và với một số những cái cầu thủ tốt như Huy Hùng chẳng hạn ở khu vực giữa sân, thì rõ ràng là SHB Đà Nẵng cũng đang trở lại. Đây là ba trong số những cái đội bóng mà ngay ở những cái thời điểm cận kề mùa giải năm 2021 tôi đã nhận định sẽ là ba trong số những ứng viên rất là quan trọng để cạnh tranh với Viettel và câu lạc bộ Hà Nội. Và đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua Hoàng Gia Lai của huấn luyện viên Kỳ Anh Sắc. Hoàng Gia Lai đã vừa có chiến thắng quan trọng khi mà quay trở lại phố núi làm một cái quà ra mắt cho Zico, đó là trận đấu trước sân Vang Nghệ An. Và mùa giải năm 2021 sẽ còn báo hiệu rất nhiều những cái cuộc đua gay cấn như vậy, và chúng ta sẽ còn chờ những cái khúc cua khác và những cái tình huống khác xảy ra khi mà một số đội bóng lớn vào form. Tôi sẽ khép lại chương trình CCGM cận cảnh bóng đá Việt số này ở đây, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số